Hi, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ khui cái con GoPro. Đây là một trong những cái máy quay mà các cái blogger, các YouTuber đều rất muốn sở hữu nó. Thì nó ra đây cách đây khoảng 1 năm rồi, tuy nhiên giờ mới có điều kiện. Tại vì trong khi mình lựa chọn máy thì mình cũng đã tìm hiểu rất là nhiều. Lúc đầu thì mình đang tìm hiểu con Canon M50 để mình sử dụng mình quay. Tuy nhiên thì do cái nhu cầu của mình, với lại là có thể là quay trong nhà, quay ngoài trời hoặc là quay ở thời tiết nước, nên do đó là mình sau khi tìm hiểu thì mình mới quyết định chọn con GoPro này. Thì con GoPro này thì đặc biệt là nó sẽ có những cái chức năng mới, thì các bạn có thể thấy ở trên mạng, các anh chị cũng có thể review rồi, thì rất là nhiều tính năng mình thấy cũng hay ho nên mình mới quyết định mua ha. Nói chung là từ lúc mà làm YouTube tới bây giờ thì mình sử dụng cái con iPhone 5S, cái phần quay gọi là con cùi bắp đó. Thì tới thời điểm này thì mình mới mạnh dạn mình đầu tư thêm con GoPro để mình quay cho những cái video nó chất lượng hơn. Thì hy vọng với con GoPro mới này thì những cái video sau thì nó sẽ ở cái độ nét nó cao hơn, các quý vị và các anh chị có thể là xem video nó được rõ hơn. Nếu các anh chị nào mà ghé qua kênh Bado Official hoặc là Bado Vlog, tại mình đang sở hữu hai kênh YouTube đang bắt kiếm tiền rồi, đó là kênh Bado Official. Kênh Bado Official là chủ yếu là chia sẻ những cái kinh nghiệm về khắc phục sửa chữa máy photocopy trên dòng Ricoh, tức là những hai cái máy đang sau lưng mình đang sử dụng đây. Và kênh Bado Vlog tức là những cái kênh cũng dạng về những cái video mà bắt gặp được và mình quay hàng ngày, giống như những nhịp sống ở quanh mình đi mình quay. Thì nói chung là kênh Bado Official thì phát triển cũng hơn 1 năm, còn kênh Bado Vlog thì nó cũng gần gần đó. Thì nói chung hai kênh này bắt kiếm tiền hết, nên do đó mình mới mạnh dạn đầu tư con GoPro này. Hy vọng những cái thước phim ra sau này nó sẽ chất lượng cho tất cả các quý vị và các bạn xem nó chất lượng hơn. Thì bây giờ mình cái này là mình đặt ở trên mạng. Nói chung mình không trực tiếp vào trong Sài Gòn mình đặt, nhưng mà mình xem những cái review của trên kênh của anh Cường, trên kênh làm phim Việt Dư, thì anh có review con này và anh để cái link ở phía dưới ở mua ở công ty ở trên trang website Nhật Nguyên Camera. Thì mình có liên hệ, mình cũng tìm hiểu nhiều nơi, nhưng mà mình nói chung là mua bán phải có duyên, nên là mình quyết định là mua và vừa đặt hàng. Thì nói chung quyết định của mình mua hàng rất là nhanh, chỉ cần mình cảm thấy có sự tin tưởng ở nơi đó thì mình bắt đầu mình sẽ order, mình đặt và mình chuyển chuyển khoản cho họ trước. Thì ở mua hàng ở đây thì nó có rất nhiều hình thức. Thứ nhất là hình thức mà các anh chị mà muốn nhận hàng gấp á, thì các anh chị sẽ gửi xe ở các nơi anh chị, ví dụ như mình ở đây thì họ có thể là gửi xe Phương Trang, Tâm Hạnh, Tâm Cà Phê, nói chung là rất rất là nhiều, có thể là xe Trung Nga cũng rất là nhiều. Còn nếu mà các anh chị mà muốn gửi được bưu phẩm á, thanh toán bằng tiền mặt khi các anh chị kiểm tra hàng thì các anh chị phải chờ 3 4 ngày, nên do đó mình nói chung là cũng đang muốn sở hữu cái con này nên mình đã quyết định chuyển khoản cho Nhật Nguyên Camera. Nói chung về qua trao đổi điện thoại với Zalo thì đến này cũng rất là mấy chị cũng rất là dễ mến, và khi mà mình qua Zalo thì mình thấy cảm thấy cũng rất là tin tưởng về cái người ở với anh Nhật này. Thì nói chung hy vọng là sản phẩm mình mua đây nó sẽ hoàn thiện một chút theo mong muốn của mình. Rồi bây giờ mình sẽ mở hàng ha, mình cũng đang náo nức, mình đang muốn mở hàng rồi mình xem sơ với con GoPro này nha. Rồi đầu tiên mình sẽ tháo một cái lớp này ra. Thì mua hàng đây thì họ gói rất là kỹ trong cái hộp rất là cứng, tại vì đối với những cái hàng điện tử thì tránh vụ va đập. Thì đôi lúc nhà xe thì người ta chú ý thì không nói, nhiều đôi lúc nhà xe nhiều đôi khi ấy, bị hư hỏng thì các anh chị biết rồi, nhiều lúc trên mạng người ta cũng đã phản ánh rất là nhiều khi những nhà xe mà vận chuyển hàng không tốt, thì nên là cái nhà người bán phải gói cho nó kỹ là một điều yếu tố đầu tiên để bảo vệ cái sản phẩm cho khách hàng ha. Thì ở đây này này gói cũng rất là kỹ, sử dụng cái thùng cắt tông chắc. Đây phía trong thì ảnh bảo vệ thêm cái lớp xốp cho mình, lớp xốp cho mình rất là kỹ càng. Nói chung là
Rồi sản phẩm đầu tiên mình đặt mua. Đây. Đây là cái hộp chống nước cho Goro. À, cái hộp này thì đối với Goro theo mình tìm hiểu thì Goro nó có thể chống nước ở ngoài được. Tuy nhiên để cho chắc ăn hơn thì mình phải sử dụng cái con này để mình bảo vệ thêm cho nó, thì mình thấy nó sẽ an tâm hơn nhiều, nên mình quyết định mình đặt cái hộp vỏ này ha. Thì hộp vỏ này thì hình như là ba trăm mấy gì đó, 300 mấy hay 500 gì đó, mình không biết cái tổng cái đơn hàng này. Nói chung là cũng mình thấy cái giá cũng khá là hợp lý nên nó không có cao lắm ha. Nên con này thấy ở chỗ Nhất Quyền này bán rất là ok nha. Rồi tiếp theo là đây là cái mao. Cái mao này các anh chị sẽ thấy nè, đây là cái mao mà khi các anh chị sử dụng á, các anh chị sẽ cần cái mao này đối với mà các anh chị mà không cần cái tay quay, hoặc là các anh chị đang sử dụng cái chambot, mình đang sử dụng cái chambot là đang sử dụng quay cho các bạn đó, thì mình sẽ sử dụng cái này, mình gắn lên cái chambot của mình và sau đó mình sẽ gắn Goro lên ha. Thì sau này mình sẽ gắn cái Goro lên, do đó là mình sẽ đặt cái phần này nè, phần ngàm ha, phần ngàm để nối chambot. Đây nó có cái lỗ lỗ ba ly rưỡi gì đó nè. Rồi tiếp theo là cái bộ cái thẻ nhớ này Samsung 64GB ghi tốc độ cao ha. Rồi tốc độ ghi nó 100 MB/s lận, nói chung cũng khá là ok. Rồi tiếp đến đây là cái chân ha, tiếp đến đây là cái chân nha. Đây, các chị có thể thấy nhìn hình cái chân. Đây mình sẽ mở cái chân này ra. Đây ha. Chân này chân chính hãng của Goro nha. À, làm hộp rất là đẹp. Nó bảo vệ rất là đẹp đây. Đây là cái chân gắn Goro, đây là cái chản ba phía dưới nè, mình sẽ tách cái chản ba này ra được. Ở đây thì nó cái chân nó dài khoảng 25 xăng ha. Cái chân nó dài khoảng 25 xăng nè. À, đây là cái ngàm, đây là cái ốc để gắn ngàm, và đây là khi không cần thiết mình sẽ khi mà mình không cần cầm tay thì mình sẽ dựng cái chambot đây. Mình nó giống mở ra, nó mở ra như mình để mình gắn cái mình để cái con Goro lên trên một cái mặt phẳng nè. Đây, này nha. Đây cái chambot. Và đây là cái nhân vật chính của mình đây. Đây là nhân vật chính của mình đây, Goro 8. Đây Goro 8. Giá hiện tại trên Nhất Nguyên ha đang bán. Trên Nhật Nguyên Camera đang bán là 7,5 triệu. Rồi để mình coi nha. Ok. Nhìn ở ngoài thì cái hộp nó rất là chắc. Thì đây là các anh chị thấy rồi. Ở trên đây các anh chị khác đã review, mình nhìn vào là mình biết rồi, mình không cần nói nữa ha. Bây giờ mình sẽ mở ra phía dưới đây, nó có sẽ có cái đồ nút mở nè, mình sẽ xé cái này ra luôn. Rồi mình sẽ kéo nó ra. Cái hộp này nó không phải là hộp giấy kiến nha, mà nó là hộp nhựa luôn. Nhìn nó rất là chắc chắn, nên là đúng là hàng chất lượng thì nó sẽ bảo vệ, làm hộp bảo vệ rất là tốt. Và đây, đây là cái con Goro, niềm mơ ước của rất nhiều là YouTuber, blogger đây sử dụng. Cái con này là có thể mình đi ở ngoài nè. Mình quay trời mưa, với điều kiện thời tiết mưa thì có thể quay được. Với điều kiện nào mình cũng quay được hết. Thì mình nếu mà ở dưới nước thì mình gắn thêm cái này. Thì do đó là lựa chọn này là lựa chọn đầu tiên. Nếu mà theo mình cảm nhận, nếu mà các anh chị nào mới vừa làm YouTube mà các anh chị muốn sử dụng chất lượng, cái hình ảnh nó tốt hơn, thì trước tiên các anh chị sử dụng cái này. Sử dụng cái này, tại vì cái này nó quay được ở mọi điều kiện. Khi các anh chị di chuyển, các anh chị du lịch, hoặc là các anh chị làm gì đó thì các anh chị có thể quay được. Chứ còn đối với cái máy quay á, thì khi các anh chị mà quay thì gặp trời mưa thì các anh chị không thể nào các anh chị quay được. Do đó lần đầu tiên mình tìm hiểu đi rất nhiều, thế nên là mình chọn cái con Goro này. Giờ để mở cái con Goro này sao đây. Nói chung lần đầu tiên dùng sản phẩm công nghệ thì nó cũng hơi rối nha các anh chị nha. Để mình coi thử cái ngàn này mình. Nói chung gần hai lúa. Đây. Cái này là cái ngàm, cái ngàm của nó.
đi đây nó có gì không. Cái này nó gắn vào trong đây rất là cứng nè. Mình đi nhà này cái bóp sao. Ở đây nó có cái nút nè, phải dở lên. Đúng rồi, đây. Để mà gỡ cái này ra nè. Để gỡ cái con GoPro ra, phía dưới đây nó có một lớp nhựa của cái hãng GoPro luôn nè. Các anh chị bật lên. Rồi sau đó các anh chị mới bóp hai cái ngành ngàm này. Bóp hai thanh ngàm này lại. Chỉ đẩy tới thì nó sẽ ra. Ok. Rồi. Đó như thế này. Rồi bây giờ các anh chị muốn gắn lên đâu thì các chị tháo này ra nè. Mình tháo này ra mình coi thử nha. Lần đầu tiên sử dụng GoPro nó, nói chung là cái này thì mình không biết nó mục đích nó để đặt ở đâu, hay là nó chỉ gắn trên cái phần này thôi. Còn ở đây thì mình sẽ mở cái này ra nè. Rồi mình gắn này vào. Chậm nữa mình gắn ha. Thì ở đây nó có cái ngàm sẵn dưới đây luôn. Chỉ cần móc cái ngàm này ra. Ok. Trước tiên thì mình phải kiểm tra được coi thử là trong quá trình vận chuyển nó có vấn đề gì hay không để mình còn báo bên nhà cung cấp ha. Nói chung rất là ok, không có chạy xước gì hết nha tất cả các bạn. Nói chung là cái khâu gói hàng của anh của bên Nhật Nguyên này rất là kỹ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào trong đây nè. Này thì nó hơi cứng hơn. Này. Rồi đây thì nó có cái chip bot, nó có cái ốc dặn vô vậy nè. Đây dặn cứng lại là chúng ta đã được nè, một con GoPro. Thì phần này là pin. Nó có một cái mở ngàm thì cái này mới cảm thấy nó rất là chắc luôn, cảm thấy nó rất là chắc tại vì nó chống nước mà nó sẽ có cái giống như cao su bảo vệ vậy. Bây giờ cái này muốn bật cái này ra để kiểm tra mình phải bỏ vô nè, kéo mạnh xuống rồi sau đó dỡ lên. Thì đây chưa có pin, ở đây chưa có pin, chưa có thẻ nhớ, thì cái phần trong của con GoPro nó vậy nè, đó phần trong nó vậy rồi. Mở lên được rồi thì bây giờ chắc là pin nó nằm trong đây thôi. Ở đây là có cuốn sách sử dụng. Nó có cái app của GoPro. Đây cái gì đây? Đây. Rồi nữa không? Đây một cuốn sách phía dưới nữa. Cuốn sách này toàn tiếng Anh không à. Nói chung là mình cũng rất là giỏi tiếng Anh nên thôi để mình nhờ Google dịch đi ha. Nào, không có gì, bỏ vô đây lại đi. Để khi cần tiếp mà lấy ra mình coi thử nó nói gì. Nhưng mà chắc cái bộ đọc vậy thôi chứ chả hiểu gì đâu. Thì đây là có lẽ là cái này nó sẽ gắn lên ở trên cái mũ bảo hiểm. Cái này nó gắn trên mũ bảo hiểm hơn thì hay hơn. Tại cái này nó có cái độ cong nè, nó sẽ gắn trên bảo hiểm. Đây là cục pin. Cục pin của GoPro thì đây nó có cái sợi dây để mình kéo cái pin ra nè. Đây là cái nó có cái màu xanh ha. Bây giờ mình bỏ vào nha.
Đây, bỏ cái chiều này như vậy. Nó có một cái thẻ nhớ thì mình để coi mình bỏ cái thẻ nhớ vào. À, nó có một cái thẻ nhớ lớn này nữa này. À. Cái này là có thể bỏ vô, còn cái này để mình định mình đọc. Khi mà mình đọc mình không có ấy thì mình có thể mình gắn vô đây mình đọc được. Ok. Mình gỡ này ra. Ok, 64 GB Samsung. Bây giờ mình bỏ đây đâu có chịu đâu. Ok, có chiều rồi. Rồi tiếp đến là mình bỏ pin, mình nhìn vào mình sẽ thấy cái chấu pin nằm ở trên nè. Do đó là cái pin nó phải nằm vậy, đưa vô nó mới được. Rồi. Rồi sau đó mình đưa cái này xuống nè. Đưa cái này xuống nè. Kép vô, mở lên. Rồi bây giờ mình sẽ để coi thử mình sẽ chắc phải gỡ cái lớp kiến ở phía ngoài ra. Ở phía sau này nó có một lớp kiến thôi. Đây, mặt kính của nó nè. Này, chimbot này. Cái chimbot này như là 500 mấy hay sao. Để tập nữa mình cho có bạn sau cái hóa đơn nha. Global Plus bảo hành 12 tháng. Đây. Này, bảo hành 12 tháng. Ở phía trên đây là nó có địa chỉ của Nhật Nguyên camera nè. Các anh chị có thể, nếu các anh chị muốn, các anh chị lên đây các anh chị tìm hiểu giá ha. Hoặc là các anh chị có thể điện thoại số trực tiếp đây nè, cái số 720 đu là số của anh Nhật luôn, anh chủ luôn. Đó, các anh chị cứ thoải mái, các anh chị điện, anh này nói chuyện cũng rất là tình cảm. Bây giờ mình giờ tiếp theo là mình sẽ, nhưng mà không biết sao cho nên nó lại hở nha, nên nó hơi hở nha, mình không hiểu. Bây giờ mình sẽ bấm cái này lên. Đây, nó sẽ hiện lên. Đó. Ở đây là nó có cái chữ Google 8 lắc. À, thì đây là về ngôn ngữ thì chắc để coi thử nó có Vietnamese không. Oh no, no Vietnamese. Thôi mình sử dụng tiếng Anh. Ok. Rồi, ok. Bài sử dụng Google. Ok. Android. À. Màn hình phía sau nó cảm ứng luôn nha. Màn hình phía sau cảm ứng luôn nè. Continue. À, nó đang thử hỏi sử dụng một cái app Google nè. Ồ, thực ra tiếng Anh mình cũng được nha. Đáp. Bây giờ các bạn sẽ chọn ngày. Bữa nay là ngày 18 hả? Ở hôm nay ngày 10 tháng 7. Tháng 7. Ngày 18 2020. Rồi ok. Áp nó đi. Giờ này là 1 giờ rưỡi. Một chuỗi chiều BM. À, BM chiều. Và chọn này. Ok. Rồi. Cái này mình đang quay ở tự động nè, tự động 1080 ha. Pin thì còn 18% thôi. Thì cặp nữa là mình sẽ sạc cái pin này.
ok, cái góc quay nó rất là rộng luôn. Để coi mình thử ha. Ok, thứ nhất là nhỏ gọn ha, thứ nhất là nhỏ gọn, mình cầm đi rất là dễ ha, quay. Có nhiều lúc mình cầm về mình quay lén người ta cũng không để ý, tại nó nhỏ người ta cũng không để ý. Màu sắc rất là ok nè. Time warp. Ok. Rồi, như vậy thì kiểm tra hàng hóa thì mình thấy ok hết rồi. Thì chắc trong thời gian tới là mình sẽ trải nghiệm thử, chứ bước đầu thì mình có thể là không biết được time warp, time lapse, night lapse, nó có nhiều chế độ quay lắm. Nhưng mà lần đầu tiên mình mới Google, mình mới sử dụng mua cái con GoPro này, thì nên là chắc trong thời gian tới mình sẽ thứ nhất là tìm hiểu cách sử dụng ở trên mạng trước, rồi sau đó mình sẽ quay ha, sẽ quay thử, sẽ quay thiệt luôn, không quay thử nữa, và sẽ quay thiệt trên con máy này đối với tất cả các video từ đây về sau trên hai kênh Bado Official và trên kênh Bado Vlog, hoặc những cái kênh sau này mình muốn phát triển nữa, thì có thể là quay trên con GoPro 8 này. Hy vọng cái chất lượng hình ảnh nó thật sự đẹp để cho tất cả các anh chị, quý vị khán giả hoặc là các anh chị, các bạn coi nó sẽ thích hơn về cái độ phân giải của video ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những cái video tiếp theo bằng con GoPro 8 này. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh này thì xem video này thì các anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái video mình mua hàng con GoPro 8 này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Bye bye.